Để chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, chiều nay Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra các tờ trình. Dự buổi họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Theo đó, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố xem xét 5 nội dung do Ủy ban nhân dân thành phố trình bao gồm việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đà nẵng dự thảo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đà nẵng bố trí dự toán ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên để thực hiện các gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công với thời gian thực hiện trên một năm Kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Ngô Hành Sơn và Sơn Trà giai đoạn 1 trong thời gian 5 năm và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.